Rồi nhà vườn bonsai anh Kim Sơn thân chào cả nhà mình luôn nha. Chúc cả nhà mình xem tin vui vẻ luôn. Rồi thì nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên, mã số là 65 nha cả nhà. Cây này có hoàn gốc ở đây là 21, cây cao là 60, tán rộng là 70. Bầu đất hiện tại là 30 nha. Cây này form thiên nhiên khá là vip luôn. Cây này nói chung là đại khái như nó giống như cây thành phẩm luôn rồi. Về mình chỉ việc lên chậu và thêm chất trồng cho em nó nữa là ok thôi. Đó, cây rất là già đẹp luôn nha. Mình xem tham khảo luôn nha. Rất là vip luôn. Cây rất là vip luôn cả nhà. Cây này thì nhà vườn xin giao lưu là 1.800.000 bao ship nha cả nhà. Đó, có cái cò nè. Có cái cò rất là đẹp luôn, duyên dáng luôn cả nhà. 1.800.000 bao ship nha cho cây cẩm thị này luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Này, cây rất là duyên dáng. Cái này nó giống như thành phẩm luôn rồi, form thiên nhiên, đẹp luôn nha. 1.800.000 bao ship. Cây này là về mình khỏi mất thời gian đợi nó thành phẩm nữa. Cái này nó mang được một cái nét thiên nhiên luôn rồi. Rồi giờ vừa xin qua cây này luôn nha. Rất cảm ơn cả nhà mình.